Bùi Quang Vâm, Dân Làm Báo và những bài viết nói xấu sau lưng. Thời đi học, ai cũng ghét những đứa nói xấu sau lưng. Thế nhưng trong thời đại của các nhà đấu tranh dân chủ kiểu Anh Hùng Bàn Phím, nói xấu sau lưng lại thịnh hành và được tôn sùng. Một kẻ nói xấu sau lưng chuyên nghiệp là cây bút Bùi Quang Vâm của Dân Làm Báo. Bùi Quang Vâm chuyên viết các bài thêu dệt, bịa đặt liên quan đến nội bộ chính quyền Việt Nam theo kiểu lăng mạ, nói xấu, hạ thấp uy tín của các cán bộ cấp cao. Trong đó phải kể đến bài viết Chuyện Lạ của ông Quang, trực tiếp công kích Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sáng ngày 27 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Trong khi có mặt đầy đủ các lãnh đạo đương nhiệm lẫn mãn nhiệm thì người ta không tìm thấy ông Quang. Nghe ra câu than vãn không nhìn thấy Chủ tịch nước xuất hiện tại buổi lễ đã trở thành sự châm ngòi từ bài viết của tác giả để cộng đồng mạng bình luận xôn xao. Chưa dừng lại ở đó, tác giả tiếp tục cho ra lời phán xét nghi hoặc rằng mặc dù đã có nhiều câu hỏi thắc mắc về sự vắng mặt có phần khác thường của ông Quang, đến nay vẫn không thấy ông xuất hiện, nhưng cũng không một lời giải thích. Đây là một lời bịa đặt vô căn cứ, bởi Chủ tịch nước không phát ngôn nhiều trên truyền thông, không có nghĩa là ông thường xuyên vắng mặt. Những bài viết của Bùi Quang Vâm cũng như các cây bút nói xấu sau lưng bịa đặt chuyên nghiệp gây ra những cơn hoảng loạn. Thông thường, khi muốn lật đổ một chính quyền, luôn có một đội ngũ đâm đặt đi phao tin gây hỗn loạn dân chúng. Và Bùi Quang Vâm chính là một kẻ được nhận tiền của các thế lực chống chính quyền đứng sau các tờ báo như Dân Làm Báo, Đàn Chim Việt để đi gieo rắc tin đồn độc hại trong xã hội.